mời các bạn cùng đến với câu chuyện Ma Thổi Đèn tập thứ 9. Tên truyện: Mô Kim Hiệu Ý, Cửu U Tướng Quân. Tác giả: Thiên Hạ Ba Sướng. Nhà xuất bản: Quần Ngôn Xuất Bản Xã. Người dịch: Đinh Thảo, Lưu Hà. Nguồn: lạc hồn cốc.com. Series Mô Kim Hiệu Ý là kiệt tác mới nhất của Thiên Hạ Bá Sướng, có thể sánh vai cùng bộ truyện nổi tiếng Ma Thổi Đèn ở thể loại thám hiểm truyền kỳ. Bộ truyện là phần tiếp nối của bộ tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, với nhân vật chính là tổ ba người trộm mộ nổi tiếng trong Ma Thổi Đèn: Hồ Bát Nhất, Răng Vàng, Tuyền Béo, với tình tiết ly kỳ hấp dẫn, thêm nhiều nội dung hành động nhưng vẫn không hề biến chất, chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 3, Tần Vương Huyền Cung. Vùng núi đá hiểm trở Tây Bắc có một loại dê rừng, dân địa phương gọi là Huyền Dương. Số lượng vô cùng ít ỏi, rất hiếm gặp. Máu của Huyền Dương rất có giá. Một con Huyền Dương lấy được khoảng gần 3 bát máu, rót vào bát để khoảng nửa ngày, trên mặt bát sẽ nổi lên một lớp mỡ màu xanh. Thứ này chính là bảo vật, không những có công dụng cải tử hồi sinh mà còn có tác dụng cường dương. Thái giám dùng xong cũng có thể cưới vợ. Chính vì vậy mà mỗi khi nơi nào có tin Huyền Dương xuất hiện, liền sẽ có cả trăm con mắt soi mói tìm kiếm nó. Chưa kể các loại thú khác cũng săn Huyền Dương làm mồi, cho nên số lượng ngày càng ít ỏi. Số Huyền Dương còn sót lại đều bị dọa khiếp, không dám ngang nhiên xuất hiện, nên rất hiếm gặp. Chỉ có thể trông đợi vào vận may chứ không thể cầu. Nếu như may mắn săn được một con Huyền Dương sẽ lập tức phát tài. Còn đối với phi mào sát, lời đồn đại rất nhiều, nhưng người gặp thực sự thì vô cùng ít ỏi. Mã Lao A Tử ngồi trên lưng Mã Xuyên dẫn chúng tôi theo đường mòn lên núi. Xa xa có thể nhìn thấy đỉnh núi đối diện, xưa kia được gọi là Ngọc Hoàng Điện, tục gọi là Đài Hoàng Đế, chính là vị trí của Tần Vương Huyền Cung. Nơi này vách đá sừng sững hiểm trở, trông vô cùng kỳ vĩ. Ngọn núi dưới chân chúng tôi nằm ở vị trí tương ứng với cung án bàn thờ của Huyền Cung, nên gọi là núi bàn thờ. Bàn thờ đối xứng với bảo điện, có thể nói là kiệt tác của tạo hóa, lại có khả năng tự giấu mình ở dưới chân núi không thể nhận ra. Chỉ còn cách lên núi bàn thờ mới có thể ngắm nhìn Ngọc Hoàng Điện. Địa thế từ nam sang bắc dần dần lên cao, phía sau có núi cao trùng điệp có thể tựa vào. Địa thế đắc địa như vậy, người táng ở đó chắc chắn sẽ được cả vạn người cung tế. Theo tục lệ từ xưa, mộ phần của vương hầu lấp cao bao nhiêu cũng phải theo quy củ, vượt quá nửa thước cũng là có tội. Quy mô của Tần Vương Huyền Cung có lẽ không bằng Lăng Tẩm Hoàng Đế, nhưng địa thế long mạch không hề thua kém. Lăng Tẩm thời Minh Triều quan trọng nhất là địa thế, cửa, hành lang, tiền đường, minh lầu bảo thành, tẩm điện tế cung đều được bố trí theo một trục ở giữa, mặt quay về hướng nam, lưng hướng về phía bắc, từ dưới lên trên, trước sau theo thứ tự là các hình rùa, rắn, hai bên trái phải toàn là rồng, hổ. Lăng Tẩm đều được bố trí ở gần sông và xa núi, ngồi thứ rõ ràng, khí thế uy nghiêm, nhìn vào giống như một bức họa, khiến người xem vô cùng cảm thán. Theo như sách Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật thì địa thế bố trí lăng mộ cung điện Tần Vương trên núi chắc cũng tương tự như vậy. Ở đây đã từng có thời vô cùng hưng thịnh, trên núi đầy tùng bách bao phủ, chim thú quý hiếm rộn ràng dạo chơi. Có điều trải qua mấy trăm năm biến thiên của lịch sử, cây cối và cung điện đã không còn gì, chỉ vẹn vẹn còn sót lại một cây hố lớn do đám quân đạo tặc ngày đêm sống chết đào lên. Nhìn giống như cả một mảng núi bị móc đi,
giữa hố cỏ dại, gai góc mọc tùm, thê lương tiêu điều, ngổn ngang gạch đá. Ngọc Hoàng Điện vốn dĩ bề thế là vậy, mà nay đã bị tàn phá thành một quả núi hoang. Chúng tôi đi vòng quanh qua nửa quả núi, thấy cái hố này vừa rộng lại vừa sâu. Vùng đất này tuy khô hạn, nhưng cũng không phải không có mưa. Đáy hố ngổn ngang đất đá, cỏ dại còn cao hơn người, đi vào nửa bước cũng khó khăn. Giang Vàng không quen đi đường núi, thở không ra hơi. Tôi với Tuyển Béo mặc kệ hắn, vén cỏ đi thẳng tới trước. Thằng nhóc dẫn đường chúng tôi tới một nơi. Giữa bụi cỏ tùm xuất hiện một tượng người bằng đá. Nó đầy tượng đá, bên dưới lộ ra một cái cửa hang. Nói rằng đây chính là chỗ đắc kể. Tuyển Béo bật đèn pin, đi vào bên trong nhìn một vòng, nói rằng sâu không thấy đáy. Tôi thầm đoán định chỗ này có thể là đoạn cuối của Tần Vương Huyền Cung. Mộ ở đây có thể được xây bằng gạch, khe hở giữa các đường gạch đại khái là khá lớn hơn cây cỏ dại. Không hiểu vì sao ở đây lại có một lỗ thủng, phía trên còn được bịt kín bằng tường đá. Tôi nghĩ chuyện Mã Lẫm sau khi xuống động bị mất tích có vốn không có gì khó hiểu. Trong động ứ động lâu ngày, uế khí không lưu thông được, người đi vào tới chỗ sâu rất dễ bị ngạt thở mà chết. Bỗng dưng trời nổi một cơn gió lớn, cát bay đá chảy, khiến mọi người tối tăm mặt mũi. Từng đợt gió giống như mới từ miếu thổ địa thổi qua, lại thấy mây đen trầm thấp như bốn chở trời. Mà lão A Tử vốn mê tín, sợ kinh động đến quỷ thần, hơn nữa bây giờ sắc trời đã tối, theo lão thì nếu xuống cũng nên xuống vào ban ngày. Tôi lại không nghĩ vậy, đêm không trăng là đêm để giết người, ngày gió lớn là ngày phóng hỏa, trộm mộ gặp mưa mới có thể nói là được thiên thời. Mưa gió nổi lên, uế khí trong động cũng tan đi, mới không khiến kẻ trộm mộ bị chết ngạt. Mà lão A Tử nói, nửa đêm trời tối đòi chui xuống đất, không sợ chết à? Giang Vàng nói, hồ gia của bọn ta từng làm qua đại đội trưởng, gan góc phi thường, sợ qué gì cái hố này. Mà lão A Tử nói, đại đội trưởng bằng nửa hoàng thượng rồi đó, đại pháo vừa nổ là có ngay vạn lượng hoàng kim. Tôi nói, mẹ kiếp, chém gió móc đầu ra vạn lượng hoàng kim, nghèo như con chuột gặp xà nhà, đói dã cả họng thì có. Mà lão A Tử nói, có nghèo cũng chẳng kêu được ai, vốn dĩ người nghèo bọn tôi cũng là do các cậu ban phước mà sinh ra vậy. Trời u ám tới nửa đêm, sau cuồng phong trên trời sấm lại nổi ầm ầm, hạt mưa lớn như hạt đậu tí tách rơi xuống, rồi màn mưa đen nhánh bao trùm tất cả. Chồng chồng có một tia chớp xẹt qua, thoáng phản chiếu một khuôn mặt dầu dĩ chán nản. Mà lão A Tử bị què một chân không chui xuống đất được, hắn nói để Mã Xuyên đi xuống cùng tôi nhặt vài món binh khí. Tiểu tử Mã Xuyên là kẻ nhát gan, mới có mấy tiếng sấm nổi mà gã đã tim đập chân run, mặt như màu đất. Có câu nói, một cây táo có quả chua, quả ngọt, còn con cùng mẹ cũng có kẻ lừa gạt, có người thật thà. Huống chi Mã Xuyên và Mã Lẫm đều là do Mã Lão A Tử nhặt về, vốn không phải là anh em ruột, nên tính khí hoàn toàn không giống nhau. Tôi nói với Mã Lão A Tử, tôi cũng không chắc biên giới có phải là nhà trẻ hay không, mang một đứa con nít xuống chỉ rước thêm phiền toái, thà rằng để nó ở bên trên kéo dây cho tôi còn hữu ích hơn. Sau đó nói với Răng Vàng đợi ở trên, tôi cùng Tuyển Béo cùng lúc động thủ thả một sợi dây xuống. Tôi đeo đèn lồng vỏ giấy trên người, xòe dù kim cương dẫn đầu xuống dưới động. Phía dưới cũng không sâu lắm, nhưng cảm giác dưới chân thổ rát, dùng đèn lồng vỏ giấy soi xuống
thì thấy toàn là gạch khối, rêu phong loang lổ, bốn phía không thấy điểm cuối. Từng cơn gió lạnh thổi qua, đèn lúc sáng lúc tối nhưng cũng chưa tắt hẳn. Tôi mở đèn pin lên, đi vòng quanh mấy vòng. Tuyên Béo ở trên thấy có ánh sáng đung đưa, cũng đu dây xuống theo. Tuyên Béo xuống tới nơi, đốt một cây đuốc. Phía trước mặt sáng sủa hơn rất nhiều. Hai người liều lĩnh đi sâu vào hơn. Mò được bờ vách đá, cảm giác có mùi mục nát xộc thẳng vào mũi. Tôi nhấc đèn pin lên xem thử. Vách tường bằng đá, toàn loại 40 cân một khối, lại dùng 3 loại đất chát lên, cực kỳ vững chãi. Nơi chúng tôi thả mình xuống hình như là một ngôi mộ trong Tần Vương Huyền Cung. Bên trong mộ rất rộng rãi. Năm đó phản quân phá hủy Huyền Cung, có lẽ chưa đào tới đại điện tận cùng phía sau Huyền Cung này. Ngôi mộ kiên cố, không tìm thấy đường ra. Bên dưới vách tường có mấy dương đồ thờ cúng, là bằng gỗ đàn hương. Bên ngoài mạn đồng, màu đỏ đã phai, ván gỗ mục nát. Bên trong lẽ ra phải có 5 phần đồ cúng, nhưng hiện giờ trống không. Nhìn sang bên cạnh thì thấy một bộ tử thi ngồi dựa vào vách đá, hồng đèo thắt lưng màu đỏ, toàn thân khô đét đã chuyển thành màu đen. Bên cạnh vứt mấy cái bao tải, lối ăn mặc gần giống với Mã Xuyên. Không cần hỏi cũng biết đây chính là Mã Lẫm xuống tìm bảo vật. Tuyền Béo nói: "Hoa tử chăn dê, vì sao lại chết ở đây chứ? Không biết hắn có nhặt được thứ đồ gì ra hồn không?" Nói xong, Tuyền Béo lại gần dò xem mấy bao tải rớt dưới đất. Bên trong toàn là đồ kim khí trong Tần Vương Huyền Cung, vàng ngọc cũng phải đến 17-18 món. Tôi vừa định nhặt cái bao tải lên, liền nghe thấy tiếng rít của rắn. Trên vết nứt ở vách tường đá thò ra một cái đầu dẹt 3 sừng. Ánh sáng đèn pin chiếu vào, vảy nó liền ánh lên màu sắc sặc sỡ. Quan trùng có một loại rắn tục gọi là lạc thiết đầu, bị nó cắn trúng thì khó mà toàn mạng. Tuyền Béo nhanh tay lẹ mắt, vùng cây đuốc trong tay về phía trước, dọa con lạc thiết đầu chạy mất. Tôi nghĩ lạc thiết đầu ở đây chắc hẳn không chỉ có một con. Trên đỉnh đầu lại có đá vụn rơi xuống, sợ rằng ngôi mộ sẽ sụp xuống, tôi liền dùng dây bó thi thể Mã Lẫm lại. Tuyền Béo lượm mấy bao tải kia, hai người vội lôi thi thể ra ngoài. Mà lão oa tử nằm trên đống bao bố khóc giống lên. Mặc dù Mã Lẫm chỉ là cô nhi do lão nhặt về, nhưng có lẽ vì lão đã nuôi nấng nó từ nhỏ nên cũng có chút cảm tình. Bất chợt tôi cảm giác tiếng khóc của lão có gì đó hơi bất thường. Bầu trời không mưa, bỗng nổ một tiếng sấm khổ khốc. Tôi tự nhủ không hay rồi. Quay đầu lại, đúng lúc một tia chớp lóe lên. Trong mắt tôi bây giờ là một màu ảm đạm. Chỉ thấy Ma Lão Oa Tử đang giơ súng săn đã trà thuốc lên, nhắm ngay vào tôi định bắn. Trong lòng tôi chợt lóe lên một ý niệm: Ma Lão Oa Tử này thấy tài vật liền nổi lòng tham. Nhưng dù không muốn triệt trác mình khí với chúng tôi, hắn cũng không cần thiết phải làm như vậy. Hắn thực sự muốn giết người diệt khẩu sao? Tia chớp vừa vụt tắt, trên trời lại nổ ầm ầm một tiếng, gần như cùng lúc súng trong tay Ma Lão Oa Tử kia cũng khai hỏa. Ma Xuyên ở bên cạnh cũng đã nhồi xong thuốc. Tôi muốn tránh cũng không tránh kịp nữa rồi, vội mở dù kim cương. Hai khẩu súng săn nổ cùng lúc, đạn chì ghim hết vào 8 dù kim cương. Máu nóng toàn thân tôi lúc này đã sộc lên não, trong lòng chửi thầm: mẹ hai đứa khốn kiếp, các người với ta không thù không oán, chỉ vì mấy món đồ cúng người chết mà lại ám toán sau lưng ta. Nếu không phải may mắn trời đột nhiên nổi sấm sét, cộng thêm có dù kim cương, thì chẳng phải là ta đã biến thành quỷ chết oan rồi sao? Làng quê này là vùng đất cằn cỗi, nghèo sơ nghèo sắc, vì thế nên lòng người cũng sinh ra hiểm độc, vì tiền có thể sẵn sàng giết người không gớm tay. Lẽ ra tôi không nên chủ quan như vậy, thành ra đi bắt nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Khoảng cách quá gần, tôi cũng không thể làm gì hơn. Dù kim cương trúng đạn,
phản lực không hề nhẹ. Tôi mất đà bị đẩy lùi về sau một bước, chân đạp trúng vào khoảng không, rơi trở lại cửa hàng. Lúc đó thân thể còn đang lơ lửng giữa không trung, trước mặt là một màu đen kịt. Nghĩ rằng phe này chắc tan xương nát thịt mất rồi, thì lại nghe ầm một tiếng, rơi trúng người Tuyền Béo. Mặc dù có rủ kim cương trên tay làm giảm lực rơi, nhưng rớt xuống vẫn không dễ chịu chút nào. Trước mặt tôi, trời đất như quay cuồng, xa bay loạn xả. Tuyền Béo nói: "Hơi lão hồ, sao anh lại xuống đây? Ôi trời ơi, người tôi ê như bại liệt rồi đây. Anh đúng là đồ hại người mà." Tôi chưa kịp giải thích, đã thấy răng vàng rớt từ bên trên xuống trúng rủ kim cương, lăn sang bên cạnh. Hắn bị ngã một cú, trời đất quay cuồng, luôn mồm than khóc: "Ôi trời ơi, cái mông tôi, thằng ma lão oa tử khốn kiếp." Vốn dĩ răng vàng ở bên trên thấy ma lão oa tử đột nhiên động thủ, sợ đến ngây người. Trời mưa lớn như vậy, súng săn của ma lão oa tử nhồi thuốc bắn một lần thì không xài tiếp được nữa. Lão liền lôi đao ra, hùng hổ hỏi: "Mày có xuống hay không? Không muốn xuống, không muốn xuống thì để tao thử cây đao này luôn thể." Răng vàng cắm đầu định bỏ chạy, bị ma lão oa tử đạp cho một cái vào mông, ngã nhào xuống hàng. Vừa dứt lời, sợi dây thả xuống động đã bị ma lão oa tử kéo lên. Tuyền Béo lúc này mới hiểu ra, ngẩng đầu lên trời: "Mẹ cái con lừa già kia, đừng có mà chạy, mày có lên trời tao cũng lôi mày xuống cho mà xem." Chưa mắng hết câu, lại nghe một tiếng nổ rền vang như sấm. Hóa ra là Mã Xuyên ở bên trên đã kích nổ bang sơn pháo, là loại pháo dùng để phá núi. Mã Xuyên là đứa trẻ rốt nát ngờ nghệch, và lão oa tử bảo hắn làm gì thì hắn làm đấy. Không những đã kéo mấy sợi dây, lại còn đánh sập cửa hang, quyệt trôn xuống bọn chúng tôi. Giữa tiếng sấm rền vang, đất đá ào ào trút xuống, ba người chúng tôi ôm đầu né tránh. Liền tới bên vách đá, tôi sợ bị lạc thiết đầu cắn, liền vội mở đèn pin, tranh thủ chút ánh sáng nhìn xung quanh một chút. Trên mặt hai người kia toàn là đất và máu. Tôi đoán chừng trên mặt tôi bây giờ chắc cũng như vậy. Đưa tay quẹt một cái, bầm ruột chửi thầm: "Con mẹ ma lão oa tử vô danh vô học kia, làm việc thất đức, rồi sẽ có ngày tuyệt hậu. Chờ ngày tao ra ngoài, rồi cũng chính là ngày hạn của mày." Tuyền Béo không cam tâm, lôi cả 18 đời nhà ma lão oa tử ra, lần lượt chửi từng người một. Tôi nói: "Ông có chửi cả 3 ngày 3 đêm thì lão cũng không mất một cọng lông nào đâu. Ra ngoài trước rồi tính." Tuyền Béo nói: "Làm sao bây giờ? Đào hầm cũng không ổn, chẳng may sập hầm, không phải thằng nhóc răng vàng đánh chết này sẽ bị chôn sống ngay sao?" Răng vàng nói: "Tôi đâu có trêu ghẹo ai mà đáng chết hả? Hơn nữa cái hầm này sớm muộn gì cũng sập thôi. Tới lúc đó rồi ba người chúng ta cũng cùng chầu ông bà ông vải một lượt, không phải sao?" Tuyền Béo nói: "Anh đi mà chết một mình đi, có cô thì chợ thêm đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Rồi nói thế nào ấy, thì anh cũng chỉ là cái đuôi thôi." Răng vàng nói: "Tuyền Béo, anh còn không biết tôi là loại người như thế nào sao? Tôi một lòng trung thành với anh và hổ gia như là dao găm bên sườn ấy, sao lại có thể nói là cái đuôi thừa chứ? Đúng rồi, tôi nhìn thấy ma lão oa tử nhặt được một túi minh khí 17-18 món, toàn là đồ tốt đệ." Tuyền Béo nói: "Anh không chịu ấy, thì nhìn coi tình trạng của anh bây giờ thế nào, vẫn còn tâm trí nghĩ đến minh khí nữa sao? Mẹ kiếp, bây giờ ấy, nói thẳng ra là ăn phân cũng thấy ngon, người dám cũng thấy thơm. Anh đừng trách tôi nói năng khó nghe nhá. Sự thật thường mất lòng mà, nói ngọt như mật ong mà chui lên khỏi 2 dặm đất thì tôi cũng làm. Giờ việc quan trọng nhất ấy là làm cách cho chết nào để ra đây, anh có biết không?" Răng vàng vội hối lỗi, đáp liên tục: "Được rồi, được rồi, không nói chuyện nhặt minh khí nữa." Tuyền Béo nói: "Không nói chuyện nhặt đồ cũng không được,
Nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta ăn chén cơm này, tôi kỵ việc đi không nhặt được đồ sẽ vô cùng bất lợi. Bất kể thế nào ấy, thì cũng không thể ra ngoài tay không được. Bàn ra tôi nói nàng bộ bã, nhưng đã nói là phải có lý lẽ. Ngày có đạo của ngày, người có lý của người. Vì sao phải nhặt, mà không nhặt thì lại phải bởi vì sao? Đều có đạo lý của nó. Lục nói chuyện, tiếng đất lở trên đỉnh đầu vẫn đều đặn rơi xuống. Tôi sợ mất hết hồn vía, định tìm đường ra ngoài, nhưng nhìn quanh bốn phía đều là vách đá, không có lối đi nào khả dĩ. Vừa rồi đất đá sụp xuống, Lạc Thiết Đầu đều bị dọa sợ chạy khiếp, hồi lâu cũng không thấy bóng dáng. Huyền cung này quả thực có nhiều điểm kỳ quái. Nước mưa từ cửa động chảy xuống khá nhiều, nhưng dưới chân lại không có nước đọng. Tôi chờ cho Tiền Béo và Răng Vàng cãi nhau xong mới đi xung quanh xem kỹ một chút, hy vọng có thể tìm ra đường ngầm. Tiền Béo tìm quanh chỗ góc tường có thi thể lúc trước, nhặt được một cây đuốc còn có thể cháy tiếp. Qua ánh lửa lập lòe mông lung, bóng dáng ba người nhìn cũng mịt mờ bất định. Tôi tìm được ở cuối vách đá, có khe nước chảy qua được, bùn đất không ngừng chảy xuống. Tôi giơ tay gạt bụi đất trên vách, phát hiện vách đá lồi lõm giống hoa văn. Giờ cây đuốc lên nhìn thử, thì ra là một cánh cửa đá của địa cung. Địa cung mặt hướng nam, lưng quay về hướng bắc, khí thế nguy nga. Trên cửa có đinh đá và vòng cửa. Đinh này được gọi là nhũ đinh, vì hình dáng tương tự như đầu vú của phụ nữ. Vòng cửa được ngậm trong miệng thú. Cửa đá được người dùng một khối đá lớn khéo léo chế tác mà thành. Phía trên có chạm trổ long xà, kỳ lân, hải mã. Nọc cửa đá còn có hình tiên nhân cưỡi hạc. Cửa đá huyền cung đóng rất khít, không có dấu hiệu từng bị cậy mở. Ba người dồn hết sức vào bầu sữa mẹ trên cửa, vai đầy chân đạp, cửa đá mới chậm rãi hé dần ra. Bên trong cánh cửa là một hành lang vô cùng lớn, dọc xuống dưới toàn bộ hành lang đều được xây bằng đá. Phía trên hai bức tường đá dựng đứng là vòm hành lang cuốn hình vòng cung, khiến cho người đi vào trong đó giống như đi vào một tòa cung điện rộng lớn, thần bí. Nó tồn tại một loại khí thế bức người, khiến cho người ta hô hấp không thể bình ổn. Tôi bước vào, soi đèn pin lên vách đá, chỉ thấy trên các khối đá lớn màu xám đều có khắc hoa văn hình chữ vạn. Thầm giật mình, địa cung này là thế nào đây? Chính là huyền cung Tần Vương trong truyền thuyết sao? Vừa nghĩ tới huyền cung Tần Vương, cằm tôi nếu không dính chặt trên miệng có lẽ đã bị rớt xuống đất. Vào những năm cuối triều Minh, huyền cung Tần Vương cũng đã bị loạn quân đào bới, cung điện ở trên núi cũng bị hủy diệt. Long mạch đã không còn, chỉ còn sót lại trăm hầm ngàn hố như tổ mối trên đất mà thôi. Vậy mà hiện giờ nơi chúng tôi đang đứng ở dưới lòng đất lại có một tòa địa cung hoàn toàn không bị tổn hại chút nào. Mấy trăm năm về trước, đạo quân phá hủy huyền cung Tần Vương, vì sao lại bỏ qua địa cung này được chứ? Tôi nói với Tuyển Béo và Giang Vàng chuyện tôi luôn đau đáu từ lâu. Những hố đào lớn trên đỉnh núi mặc dù đã rất sâu, nhưng thực ra chưa đáng là bao so với địa thế của núi này. Tầm Long Quyết có nói, mạch rồng khi nhập xuống đất thì trở nên huyền bí, sâu kín khó tường. Tần Vương chọn huyền cung là địa cung, chắc hẳn là đã tính toán vị trí đặt mộ phần phải thật sâu dưới lòng đất, ít nhất cũng phải là đáy quả núi này mới tương xứng với địa thế của huyền cung. Nói không chừng còn là huyền cung 9 tầng. Thời phong kiến, hoàng đế Băng Hà thì không được gọi là chết, mà phải nói là đại hành, cưỡi rồng thăng thiên. Tần Vương vốn xem trọng đại hành không kém gì hoàng đế, dùng huyền cung làm lăng mộ. Huyền cung vừa vặn cân xứng với pháp cung, 9 tầng bằng đá khối, 3 khối đá là 1 trọng, 3 trọng là 1 tầng.
hai tầng bên trên đều là mộ già, chỉ có Quan Quách và Minh Khí. Số loạn quân kia vốn xuất thân là nông dân nghèo khổ, chân đất mắt toét, phần lớn chưa từng thấy qua cảnh đời, nói gì tới kiến thức đào mộ. Có lẽ cùng đào bới được vài mộ già, tưởng rằng đào sâu như vậy vốn dĩ đã hết rồi. Không thể ngờ huyền cung của Tần Vương quy mô lại lớn như vậy. Bên dưới huyền cung còn có một tầng nữa, đây mới thực sự là quách thất, phòng để quan tài. Răng Vàng vỗ đùi. Tôi nói trung phọc rồi nha, Hổ Gia Anh đúng là gặp vận lớn ấy. Trước đây tôi từng nói, vào núi đổ đấu gặp mưa gió là đại phát, chính là điểm báo trước vận số của chủ mộ kia đã hết. Qua nửa sẽ có đồ xuất thổ. Xưa có câu thế này: rồng bay sinh mưa, hổ đi sinh gió. Nơi cửa điện này quanh năm ẩm thấp, lại chẳng được trùng tu bao giờ. Trận mưa vừa rồi sớm không tới, muộn không tới, mà lại chờ đúng lúc mấy anh em mình lên núi mới ập xuống. Đây chẳng phải là điểm bất thường thì là gì? Tôi dám lấy cái đầu ra đặt cược ấy, trong Quan Quách của Tần Vương nhất định có bảo vật vô giá. Hồ Gia Anh là người hiểu biết, tên tiểu tử chăn dê ngoài kia không phải là kẻ bất tài. Tổ tông nhà Lão đời nào chẳng đào mộ, anh không ra tay, đến khi tin tức lộ ra, chân bảo chôn theo Quan Quách Tần Vương cũng chẳng thể bảo toàn. Đồ trong tầm tay chúng ta, không thể để bọn Ma Lão Oa Tử ấm tay trên được. Tuyển Bèo nói: Răng Vàng nói đúng lắm, anh không muốn thì kẻ khác cũng lấy. Anh đành lòng nhìn cái tên tiểu tử chăn dê đó mang đồ đi sao? Minh Khí rơi vào tay người khác thì không nói chứ, rơi vào cái tay Ma Lão Oa Tử, anh không thấy mắc oi sao? Nói thật ấy, tôi vốn cũng không làm cái nghề này, nhưng mà đã xa chân xuống rồi ấy, thì phải đi cho nó hết. Muốn leo lên cũng chẳng có chỗ mà móc dây mà trèo lên. Người đã xa xuống hố giếng rồi mà vẫn muốn lỗ tai được thông sao? Tôi nói, anh không cần phải lại nhải khích tôi, đã ăn chén cơm đổ đấu này, thấy hầm đất mà còn không dám vào sao? Có điều tôi nói hai câu này, các anh phải nhớ cho kỹ. Núi xanh vẫn còn, không sợ không có củi đốt. Tăng cường tính kỷ luật, đổ đấu không thể không thắng. Răng Vàng nói: Lời của Hồ Gia, một câu đổi 10.000 câu. Câu nói thật sắc, mà lại do anh phát ngôn thì ý nghĩa càng thâm sâu hơn bội phần. Càng nghĩ càng thấy thấm, chỉ cần nghiền sâu ngẫm đúng, đủ cho tôi dùng cả đời. Đúng là lời ít nhưng đạo lý sâu, vô cùng ảo diệu. Tuyền Béo nghe không nổi nữa nói: Bố tiền sư nhà anh Răng Vàng, anh dù gì cũng là hán tử lông dài đầy ngực, anh còn muốn xài cái mặt của mình nữa hay không? Có phải hắn đánh rắm anh cũng ca tụng thành tiếng sấm giữa trời quang không? Vừa nói, chúng tôi vừa đi vào bên trong, xuống qua ba tầng bậc thang thì nhìn thấy một ngôi điện. Hai bên có hai chiếc cột lớn rồng lượn cuốn quanh. Trong điện âm u, không đèn đuốc, trống trải, tĩnh mịch như đêm 30, lại tối tựa như canh năm. Ba người đi vào địa cung vắng vẻ, đường theo ánh sáng đèn pin thăm dò xung quanh. Trong bóng tối dường như có một thứ áp lực vô hình uy hiếp. Bốn xung quanh chúng tôi để một màu đen kịt, âm u lạnh lẽo. Sộc vào mũi là thứ mùi ẩm mốc, mục ruỗng. Càng đi sâu vào huyền cung, cảm giác càng bức bách, khó chịu. Đi tới cuối điện lại gặp một khung cửa hình vòng cung, do một khối cẩm thạch lớn đẽo thành. Bên trên xếp một hàng 99 chiếc đinh ngọc, có lẽ là cửa trong của huyền cung. Hai bên cửa vòm có khạp thờ hình rồng xanh thắp trường minh đăng. Mấy pho tượng linh thú chất điện đứng đối xứng với nhau. Hai bên cửa đá bạch ngọc đều có một đài sen. Trái phải bày ra hai cỗ quan tài lớn, phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Phủi sạch bụi bặm, thấy lộ ra đầu quan tài màu đỏ thẫm. Tuyền Béo hỏi Răng Vàng: Sẽ lại có hai cái quan tài thế này nhỉ? Tần Vương Lão Bánh Trưng là cái bên phải,
hay là cái bên trái? Còn lại một cái khác để làm gì đây? Răng Vàng nói, thi hài mộ chủ làm sao có thể đặt khơi khơi trước cửa điện như vậy? Quan quách Liêm Hương này là của Phi Tần Tổng Táng. Liêm Hương, một loại lim có mùi thơm đặc biệt quý hiếm. Tổng Táng được chôn theo chủ mộ. Tôi không thể không nể phục Răng Vàng. Đừng coi thường hắn là người không ra gì. Nhãn quan của hắn hiếm kẻ bị kịp. Hắn không cần cầm đồ lên xem, chỉ cần dùng mũi hít ngửi cũng có thể ngửi ra được mùi quan quách Liêm Hương. Tên béo đi tới bên cạnh, thò tay mở nắp quan tài định xem thử bên trong có đồ gì. Răng Vàng kinh hãi nói, không được, quan quách của Phi Tần không động vào được. Tuyên béo nói, đừng có mà thần hồn nát thần tinh. Ông đây tò mò mở ra xem một chút, chứ có quai gì mà làm như đỉa vỉa vôi đấy. Giang Vàng nói, Phi Tần chết ngạt trong quan quách, nhìn vô cùng khó coi, đáng sợ lắm. Tuyên béo nói, mẹ kiếp, bảo anh thu minh khí, chứ không phải là bảo anh đi ôm người thân của lão bánh trương kia mà lo sâu về trật đẹp. Giang Vàng nói, khi chôn cất hoàng đế đại hành sẽ trói chân trói tay của Phi Tần rồi bỏ vào quan quách, sau đó nắp quan tài sẽ bị đóng chặt bằng đinh, mang vào địa cung chôn theo hoàng đế. Quan quách chôn sống Phi Tần không có bất kỳ món đồ trang sức táng theo nào. Trong quan quách Phi Tần tòng táng rất ít khi có chân bảo, cùng lắm là chỉ được chùm lên mấy tầng lụa vàng mà thôi, trong đó toàn là ma quỷ chết oan. Làm gì có minh khí, làm gì có cái gì mà nhìn. Tuyền béo không quan tâm Phi Tần Tổng Táng có oán khí gì hay không, nhưng hắn vừa nghe qua trong quan quách không có minh khí cũng hết hứng thú. Hắn lại hỏi Răng Vàng, Tần Vương Huyền Cung lớn như vậy, quan quách Tổng Táng theo sao lại không có món minh khí được chứ nhỉ? Răng Vàng nói, không có kỳ chân dị bảo chôn theo đâu, mà cho dù là có cũng phải là ở bên cạnh Tần Vương chứ. Tuyển Béo nói, bô khỉ, anh biết tính tôi rồi, sao còn không nói sớm. Nói xong hắn đẩy cửa điện ra. Bên trong cửa điện cẩm thạch màu trắng đã đặt chốt chống cửa, nên mặc cho bên ngoài dùng sức thế nào cũng không làm sao đẩy ra được. Hắn lấy ra thanh xuyên cửa, chọc vào khe giữa hai cánh cửa, vừa đẩy vừa xoay, một lúc sau thì đẩy bung được cả chốt đá. Tuyền béo đẩy cửa điện ra, tôi len người vào chính điện. Nơi này còn được gọi là quách thất. Huyền cung Tần Vương được bố trí giống với lăng mộ vua chúa Triều Minh. Quách thất là nơi xếp đặt quan tài, kích thước tương đối nhỏ. Vừa mở cửa điện, bên trong tối tăm lạ thường, dưới ánh sáng đèn pin, bụi bặm đang trôi lơ lửng trong không khí khẽ lay động. Trong phòng trống rỗng, chung quanh bốc lên một thứ mùi ẩm mốc thối rữa xộc thẳng vào đầu. Chúng tôi không làm sao xua đi được. Xung quanh yên lặng như tờ, ngay cả tiếng vang của bước chân cũng khiến cho con người ta phải giật mình, phát sinh cảm giác mông lung bất an không làm sao hình dung nổi, ngấm thẳng vào tận xương tủy, người nổi da gà, cảm giác toàn thân lạnh toát, xuyên gan thấu mật. Tôi đang lần mò đi về phía trước, đột nhiên phát giác có thứ gì đó đang treo lủng lẳng trước mặt. Vị trí rất gần với cửa điện, nếu đi tiếp phía trước sẽ đụng chúng. Tôi nghĩ chắc là bổ hóng đóng trên mạng nhện lâu ngày. Chưa kịp giơ đuốc lên soi, giơ tay khều thử, vật kia lắc lư vài cái. Trên đỉnh đầu tôi phát ra mấy tiếng kéo kẹt, kéo kẹt. Trong đại điện âm u, nghe rợn cả tóc gáy. Ba người chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn, lông tóc dựng đứng cả lên. Thực ra chẳng phải là bổ hóng gì hết. Trên hốc cửa chính điện đang treo lơ lửng một cung nữ tóc dài, bù xù, hai chân buông thõng giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện ở dưới cổng vòm.
thi thể treo dưới cổng vòm, toàn thân vận đồ công nhân, áo dài đã biến thành đen sì, mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt, bụi bặm phủ đầy, trước ngực còn buộc một bọc lụa vàng, là dùng dây đai lưng tựa thắt cổ, treo ở trong địa cung không dưới mấy trăm năm. Mũ phượng đã rớt xuống đất, vì bị treo nhiều năm nên thi thể cũng bị kéo dài ra rất nhiều, tứ chi khỏng khẻo, lại thêm mái tóc dài bù xù, bất ngờ nhìn thấy ở huyền cung tối tăm này thật có thể khiến cho người ta vỡ tim mà chết. Thi thể cung nữ treo trên cửa điện vừa đụng chúng tôi thì lung lay mấy cái giữa không trung, đai ngọc thắt cổ đột nhiên bị đứt, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Có điều cái đầu bị mái tóc lòa xòa phủ kín thì vẫn treo lơ lửng trên cao, không ngừng đung đưa như quỷ sống. Sân khấu hí kịch ở Quan Trung có 8 tuyệt kỹ lớn. Nói đến kỹ năng dọa người, đáng sợ nhất phải kể đến tuyệt kỹ treo thi thể, thường gọi là treo người lên. Trước kia đã từng hù chết trẻ con. Các bạn thử nghĩ xem, thi thể treo trên sân khấu hí kịch đã đủ dọa chết người, huống chi là một cái tử thi thực sự đang treo lủng lẳng như vậy. Tuyển Béo nói, thật là đồng cỏ lắm rắn, ổ soi thì cho nhiều, bánh chưng trong mộ cổ cũng nhiều vãi cả đái ra, cửa cũng trang trí một cái nữa. Cái này ấy, có phải là để hù dọa dân đổ đâu không? Chúng ta không có chuyện sẽ không lên Tam Bảo Điện, có việc mới vào cửa này của ngươi. Ngươi cho ta vào đàng hoàng thì được, cứ gây chuyện lằng nhằng. Ông đây lấy móng lửa đen ra hỏi thăm người đấy. Giang Vàng khiếp sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Không ngờ vừa mới vào cửa chính điện đã đụng phải một cái cảnh tượng như vậy. Hắn nghĩ con đường kiếm minh khí có lẽ khó mà hành thông rồi. Đột nhiên thấy trong bọc lụa buộc trên người cung nữ vận cầm bào rơi ra một cái hộp sắt mạ vàng. Hắn cúi đầu xuống nhìn thử, ngạc nhiên nói, ban đêm tôi mơ thấy cửu cung nương nương hiển linh, nói với tôi phúc lớn mạng lớn, vận may lớn, gặp dữ hoa lành, gặp nguy thành an, tương lai nhất định sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng, hoạn nạn đều tiêu tan, giàu sang vô hạn. Đúng là ứng ở đây rồi. Tôi hỏi hắn, cửu cung đường đường nói với anh là anh đang nằm mơ không? Giang Vàng nói, không nói, nhưng tôi có thể nhận biết được. Tôi nói, tự mình biết được mình đang nằm mộng sao? Có gà gáy là trời sáng, mà gà không gáy thì trời vẫn sáng. Có phải phát tài hay không cũng không phải do cửu cung nương nương hiển linh báo mộng đâu. Giang Vàng nói, được rồi, là do tôi lỡ miệng, đúng ra phải nói cả ba chúng ta cùng phát tài chứ gì. Tôi nói cho hai người các anh biết, đại tỷ treo trên cửa điện không phải là cung nữ, đây là một phụng bảo quan, quan nâng bảo vật. Tương truyền hoàng đế sau khi hạ táng sẽ lấy cung nữ tâm phúc để táng theo. Trên thực tế không hề có chức quan như vậy. Cung nữ tổng táng thời cổ đại căn bản cũng không giống như minh khí. Cung nữ cùng với đồ chôn theo cũng sẽ theo quan tài cùng tiến vào địa cung. Đến khi địa cung đóng chặt lại, nàng ta hoặc ngậm tiền hoặc tự vẫn đều chết ở bên trong. Tôi với Tuyển Béo nghe Giang Vàng nói những chuyện ly kỳ như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Dùng đèn pin soi thử hộp sắt mạ vàng, chỉ thấy hai mặt trên dưới hộp đúc hoa văn. Trên điện có một hình vị thần móng hổ đầu người, phía trên có 9 cái đầu người đàn ông, dưới đáy cũng có 9 đầu một thân. Thân là một con rắn do đầu của 9 cô gái ghép lại mà thành. Mở hộp sắt ra, bên trong cũng có một hình vẽ kỳ dị giống như vậy. Bên trên là 9 con rồng rắn, chính giữa là thần, chim, hươu, đầu đuôi giáp nhau, lượn vòng hợp nhất. Dưới có 2 con quỷ, tôi chưa từng thấy qua.
Có điều bên trong hộp sắt mạ vàng cũng không có để đồ. Răng vàng nói: "Anh khoan hãy nói, răng vàng tôi vô dụng. Các anh chưa từng thấy qua, nhưng tôi thì có rồi đấy. Người chín đầu thú gọi là Lục Ngô. Mặt người nhưng móng hổ, hung ác đa nghi, thiên về bảo vệ bí mật. Thân rắn chín đầu gọi là Bành Hỏa. Mặt người mà thân hiêu, tham lam thành tính, thiên về trấn thủ kho báu. Kỳ chân dị bảo trong địa cung này chưa từng xuất thế, nói không chừng là thứ đồ vật kinh thiên động địa. Không ở đây thì cũng trong quan tài, cơ bản là không thể thoát được bàn tay chúng ta. Có hai người các vị ra tay, cộng thêm cái đầu của răng vàng tôi đi, coi như là bảo hiểm gấp đôi rồi. Còn lo không tìm ra được sao?" Tuyền Béo là ăn mày bắt tỏi, kẻ nghèo có toan tính của kẻ nghèo. Chuyện hôm nay chớ để ngày mai. Hắn nhặt hộp sắt mạ vàng nhét vào túi sau lưng, còn không quên lý sự. Mô Kim Hiểu Y ở trong mỗi mộ cổ chỉ lấy một món minh khí, có điều túi đựng bên ngoài cũng không thể coi là vật bên trong được. Giống như anh đi mua giày ấy, không có hộp đựng vẫn là một đôi giày, có hộp đựng thì không phải vẫn chỉ là một đôi giày sao? Tôi nói: "Mẹ tiên sư, anh bớt nói làm nhảm đi cho tôi. Coi chừng dưới chân ấy, đừng chỉ chú ý đảo minh khí." Tuyền Béo nói: "Nào phía sau gáy tôi còn lợi hại hơn mắt nhiều. Đợi lát nữa anh xem, nếu tôi không mang chút ngón nghề ra cho răng vàng xem thử, hắn còn tưởng rằng tôi chỉ là kẻ vô dụng." Tuyền Béo vừa nói vừa đứng dậy tiến về hướng quan tài trong phòng. Có điều thi thể Phùng Bảo Quan treo ở dưới mái vòm mấy trăm năm, mục giữa đa lầu, lại bị đông qua đưa lại. Thi thể chịu không nổi rơi xuống đất, đầu người vẫn còn treo trên đài ngọc, buộc vào xà cửa. Giữa không trung không ngừng phát ra những tiếng kêu kéo kẹt, lúc ẩn lúc hiện. Lúc này đầu người cung lữ lung lay mấy cái rồi cũng rơi xuống. Giác vàng đi qua dưới cửa, đầu người cung nữ liền rơi ngay xuống người hắn, khiến cho hắn sợ sắp tè ra quần. Sợ bị đầu người kia cắn cho một cái, vội vàng vung tay gạt sang một bên. Mái tóc dài cuộn lấy đầu người rơi xuống trên thềm ngọc, lăn vào chính điện. Trong Quách Thất tối lửa tắt đèn, chúng tôi cầm đuốc đi vào. Thấy Quách Thất này cũng không lớn, theo phong thủy mà nói, có thể là vì tụ khí. Tụ khí, đại khái theo phong thủy kiến trúc tụ khí sẽ đem lại may mắn. Khí bao gồm hai loại khí âm dương. Do cách bài trí nội thất hoặc do cấu trúc, thiết kế mà sinh ra. Tụ khí là để giữ lại dòng năng lượng tốt của hai loại khí này. Khung đỉnh phía trên và bốn vách của Quách Thất đều chạm khắc kinh văn. Hai bên có hai buồng đối xứng. Phía cuối là hậu thất, xếp một tấm bia đá không có chữ. Dưới bia có bị hí, tục ngữ dân gian gọi cái này là bia cõng rùa. Bị hí, một loại động vật trong thần thoại giống như rùa. Chính giữa là một tòa bảo đài hoa sen chạm trổ long phượng. Có một cỗ quan tài lớn đã chóc sơn, hoa văn trang trí là hình cá hóa rồng. Trên bảo đài bày ra 30 cánh hoa sen, hai bên cũng bày khạp thờ hình rồng. Phía trên có cung đèn mạ vàng, đèn dầu vẫn còn bấc nhưng đã cạn dầu từ lâu. Chung quanh quan quách có 5 tượng gốm phủ đầy bụi đất. Lớp sơn của quan quách rơi xuống đất màu chói như vân vàng, tất cả đều là hoa văn vảy rồng. Gỗ lim sinh trưởng ở nơi núi thẳm cùng cốc, có thể do bị gió lớn đánh bật gốc. Chôn dưới đất qua hơn ngàn năm đã chuyển thành màu tím. Mặc dù vẫn là gỗ, nhưng do chôn qua hơn 10.000 năm, nửa phần đã hóa thạch mới có thể tạo thành vảy rồng vân vàng. Nước ngầm không thấm, kiên mối không đào được.
Tương truyền năm đó ở Vân Quý, giữa nơi rừng sâu núi thẳm, hơn ngàn người đổ xô đi tìm tấm gỗ lim vầy rồng. Lục đi ra chỉ còn một nửa. Báu vật thượng hạng ở Quan Trung từ xưa đều đã biến mất, cầu cũng không thể gặp. Vầy rồng vân vàng có thể nói là vạn tiền khó cầu. Đài sen có đôi rồng uốn lượn bao quanh, thường gọi là pháp đài. Theo truyền thống của đạo Phật, hàm ý ở đây là được siêu sinh sang kiếp sau. Chúng tôi dù đã lo lắng đề phòng, nhưng khi bước vào chính điện, mọi ánh mắt đều bị quan quách trên đài sen thu hút không thể rời đi. Tôi nhủ thầm, đế vương thì sao chứ? Chẳng phải lúc lâm đại nạn đều như đèn đã cạn dầu, thành bánh chưng cả sao? Giang Vàng là kẻ chỉ giỏi tán dóc, mồm năm miệng mười chém gió không ai bằng. Có điều lá gan rất nhỏ, dương khí toàn thân hư nhược, lúc hò thì không khác gì phun ra khói. Hắn buôn bán binh khí đều dựa vào độ dẻo của miệng lưỡi, gắng dựa vào chút nhãn lực và kiến thức. Mười phần là hạng người ham sống sợ chết, như gà rừng đứng cửa, không lên được núi Thiên Vương, từ trong bụng mẹ sinh ra đã vậy rồi. Nhìn thấy trong bảo điện trong huyền cung khi thế khoáng đạt, bật giặc hai chân run rẩy, bò lồm ngồm ở dưới bảo đài, dập đầu lạy quan quách của Tần Vương. Tuyền Béo nói với Răng Vàng: "Răng Vàng khôn kiếp nhà anh, dập đầu cái bánh chưng làm rẻ, không biết người Trung Quốc đã đứng lên từ lâu rồi sao?" Tôi nói: "Đúng, đứng nói chuyện sẽ không bị đau lưng mà." Răng Vàng nói: "Đúng là thế, có điều quan quách này quá là vĩ đại." Tuyền Béo nói: "Quan quách lớn ăn ra không được, giá trị bao nhiêu bạc cũng vô ích thôi. Làm quay gì mà anh phải kích động tới nỗi mà run lập cập như chó phải bả thế?" Giang Vàng nói: "Ở trên quan quách có hoa văn long phượng, chứng tỏ là quan tài chôn chung, còn có một vị vua chôn cùng theo nữa." Tuyền Béo nói: "Hai người, minh khí chẳng phải sẽ nhiều gấp đôi sao?" Giang Vàng nói: "Theo như thế cục này, trong quan tài chắc chắn là có vật chí bảo, giá trị liên thành đấy." Tuyền Béo nói: "Mẹ bố tiền sử, còn nói chữ cái con khỉ gì nữa, giá trị liên thành là bao nhiêu tiền?" Giang Vàng nói: "Tôi chỉ giả thiết như vậy thôi, anh đừng chê tôi chưa từng thấy qua sự đời. Nói tóm lại là tôi không thể định giá được, chỉ có thể nói rằng nó đáng rất nhiều tiền. Anh muốn bao nhiêu thì là chừng ấy." Tuyền Béo nói: "Mẹ kiếp, anh thật sự nghĩ tôi là thằng ngu sao? Tôi muốn bao nhiêu thì được bấy nhiêu, quan trọng là có thằng chó nào chịu xuất tiền hay không ấy. Tôi đứng nghĩ mất nửa ngày, nếu mà nghĩ không ra, đứa nào sẽ thất vọng, tốn thời gian của tôi, lãng phí neuron thần kinh của tôi. Anh có đền được không?" Giang Vàng nói sao cũng không lại được, hắn không dám tiếp lời Tuyền Béo nữa, đành phải im miệng bám theo sau lưng tôi, nghiền cổ nhìn quanh phía trước. Chúng tôi đi lên bảo đài, giơ cao cây đuốc trong tay, lên phía trên vòm đài mới nhìn thấy tán đài hình đấu cùng. Đấu cùng, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là cùng, và những trụ kê hình vuông chèn giữa các cùng gọi là đấu. Phía trên điều khắc một con rồng vàng miệng ngậm bảo châu, ở giữa ánh lửa lúc sáng lúc tối, nét vẽ đầu rồng trông vô cùng sống động. Giang Vàng ngẩng đầu lên nhìn, cả kinh nói: "Thật đáng sợ, một con rồng vàng năm móng." Tuyền Béo nói: "Mặt anh làm sao vậy? Rõ ràng chỉ có bốn cái chân mà bảo năm." Giang Vàng nói: "Kim long tứ chi đặc biệt đều có năm móng, giống như bàn tay người. Cái này gọi là rồng vàng năm móng." Tuyền Béo nói: "Mấy cái móng vuột có gì mà ghê gớm thế?" Giang Vàng nói: "Lão Béo nhà anh
có chỗ không hiểu. Móng rồng từ xưa tới nay được đặc biệt coi trọng. Rồng tượng trưng cho hoàng thượng mới là năm móng. Rồng khác không có nhiều móng như vậy đâu. Móng vuông không đủ thì không phải là rồng thật. Bảo châu mà rồng vàng ngậm gọi là hiên viên kính. Tôi nói, huyền cung của Tần Vương không chỉ có địa thế lớn, lại còn dùng rồng vàng năm móng để trấn. Sau khi xuống mồ rồi còn hy vọng làm hoàng đế sao? Tiềm Đào nói, mẹ kiếp, làm hoàng đế không nổi, làm cái bánh chưng còn phải phô trương thanh thế lớn như vậy, tốn kém không biết bao nhiêu là máu thịt của dân. Hắn là người điếc không sợ sấm, hèo chết không sợ nước sôi, ăn trong chén nhìn trong nồi, thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cũng dám đùa bỡn, nói xong là định tiến đến mở quan tài. Có điều cho dù minh khí có tốt đi nữa, không mang ra được thì vẫn là đồ của người chết. Chỗ này là tận cùng chính điện rồi, Tần Vương huyền cung chôn sâu ở trong lòng núi lớn, chung quanh vách núi dày khó có thể xuyên ra được. Phải cần đến bao nhiêu bản lĩnh mới xuyên núi mà ra được đây?